có những cái sở thích, những cái đam mê như vậy thì cứ đăng ký với lại hội quán Ngôi Sao Miệt Vườn ạ. Dạ, đăng ký vào số 0901 955 507 ạ. Dạ, và chương trình của hội quán Ngôi Sao Miệt Vườn sẽ giao lưu vào tối thứ 3 và tối thứ 5 hàng tuần. Quý bà con cô bác mình cứ mạnh dạn đăng ký vào số hotline nha. Dạ. Dạ, tiếp theo thì em xin mời anh Trung Nhân và chị Kim Anh ạ. Wow, là hôm nay là mình song ca luôn. Dạ. Em mời anh chị ạ. À. Trời ơi, rất là đẹp đôi cả nhà ơi. Cho anh chị một tràng vỗ tay ạ. À. Có sự chuẩn bị chỉnh chu quá. Dạ. Dạ, em xin mời anh chị ạ. À. Yeah.
Vừa đẹp đôi nữa, quá trời là chỉnh chu rồi hôm nay. Dạ.